chào các bạn, bây giờ mình đi rút tiền để câu tôm. Đây thầy chú đâu. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem con tôm ở hồ, con tôm Thiên Trang. Đây các bạn, con bán giá giờ con thứ nhất là 102 và con thứ hai là 104 và con thứ ba là 100. Thì khoảng 3 giờ tôm mà mình câu được 1 ký thì may ra mình vừa giống. Tôm ở đây trong hồ 1 ký thì nó rơi vô khoảng từ 9 tới 11 con tùy size. Trung bình con là 100 gram. Thứ bảy chủ nhật thì hồ có thả con tôm Hugo, mà tôm Hugo rất là to, mỗi con nó rơi vào khoảng 2 lạng tới 3 lạng đó. Tôm bây giờ đã bắt đầu ăn mồi nè, mình sẽ chiếu cận cảnh cái phao của mình nó lo đi được các bạn. Để dở tôm nó cắn vô miệng thì cơ hội kéo lên đường nó cao, nó kéo nhẹ quá có thể nó cắn càng nhẹ lên nó bị hụt như bên nữa. Nó nhẹ ra cái cành cái càng nó cắn. Con đầu tiên của mình các bạn. Mình bị nó kẹp cũng chắc 6-7 lần rồi, giờ rút kinh nghiệm nắm càng nắm cái thanh nó luôn. Tại là nó kẹp càng mình nhíu nhẹ quá, mình sẽ thả dùng cái sợi dây câu cho nó đớp cái mồi vô cái miệng, nó tranh thủ nó sợ mất mồi á, nên bây giờ nó lần đặt nó đớp vô cái mỏ đó rất là chặt. Rất là chặt. Thường nay mà khó quá phải nhờ chủ hồ mượn cái đồ lễ cái gì ra. Mình phải dùng cái lễ này của chị mới mượn nè, để ở này nè. Sau đi câu khoảng 10 con thì nó dính vô một con nó ăn sâu rồi, mà mình thì mới câu con thứ nhất nó đã dính rồi, hy vọng chín con tiếp theo nữa hơn, không dính kiểu này tốn tiền chết các bạn. 5 phút là 10 ngàn. Em lựa chọn chiến quả đầu tiên. Bây giờ mình sẽ cho mồi vào tiếp theo.
riêng của bạn, con hà đó. Nó dùng một dây cao dây thấp, dây cao là vừa tới mặt đáy, dây thấp là nó rê ở dưới mặt đáy. Và ở đây người ta không cho câu cào, không rê, rê càng nhẹ nhẹ thì máng ngang con tôm, tôm nó chụp chụp cái mồi. Đây các bạn coi mình rê thử 3 mét rồi có con nào. Về đi, 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 đ
sau cái ngồi mình xuống cái là mình cào đi mình cào lưới vậy là thành cái cần mà cái màu để đi ngang camera của mình câu cơm nha bạn. Nãy giờ bạn cameraman của mình sẽ rê tôm cho các bạn xem. Đấy, dường như là có tôm nó cắn vô cái mồi. Mình zoom cho các bạn. Đó, mình chờ nó lúng cái phao mình sẽ giật lên nha các bạn. Đấy. Nó đang giằng co, nó mà kéo thì mình thả phao các bạn, kéo thì mình dùng lại, còn nó khi nó đuối rồi thì mình kéo lên. Cho nó hở hở cái miệng nó trên mặt nước á. Đấy. Còn thứ hai các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo con tôm này ra. Kẹp 5-6 lần là ớn rồi. Vậy mà sao thấy ở miền Tây ta đi tôm gà xanh á, bắt miền Tây thấy cũng ngang quá. Mình chắc còn hư sinh đúng không? Nó ăn vô trong miệng bởi vậy ha, dễ giật lên rồi lại uống sâu nữa. Mình bỏ con tôm nãy mình cầm tôm bỏ xuống hồ không khuyến khích mấy bạn bỏ kiểu đó nha, nhiều con nó khí càng nó rụng hay càng nó đang nhảy xuống nước luôn á, bị cũng một lần rồi thấy người ta cũng đôi lúc người ta cũng bị, bởi vì ai mà dân đi mới câu nhìn ta bỏ con tôm là mình biết liền, ắt thì mình móc từ trục dọc thân xuống nha các bạn, mình có thể mình mắc ngang nhưng mà mắt ngang thì cái lưỡi mình phải chừa ra nhiều vô để con tôm nó ăn nó dính cái lưỡi, mắt dọc thì nó đỡ, chừa ít nhiều cũng được. Cái này mình cũng nghe mấy anh chị chỉ, mình cũng không biết. Chung câu tôm tính lời lỗ thì nó cũng nó không có vui bằng cái niềm vui mình giải trí các bạn, làm công việc giải trí được căng thẳng cuộc sống, cảm giác mà câu dính tôm rất là nhiều. Giờ mình tiếp tục rê cho các bạn, còn lại khi nào mỗi tay mình có thể để cần một chỗ. Đây các bạn, mình vào lúc anh định sa đéc biệt danh của mình, gốc mình gốc sa đéc miền Tây vô dấu, giờ lúc 2:25, bây giờ là 3 giờ các bạn. Thì mình câu được 3 con tôm. Đấy, mình sẽ dỡ lên cho các bạn coi 3 con tôm. Nếu mà một tiếng mà các bạn câu chừng 4 con thôi là các bạn từ vừa vốn tới lời các bạn.
tức là giờ mình còn khoảng 25 phút nữa để dính một con chỉ tiêu. Bây giờ đang chờ con thứ năm các bạn, con thứ tư. Bây giờ là 3:02. Sau 12-15 phút, sau 35 phút mình có cái khả năng câu dính con tôm thứ tư. Nó ăn cái phao nó hơi đúng rồi đó, đúng xuống màu xanh lá cây thì mình sẽ thả nhẹ kéo cần và thả nhẹ xuống rồi bắt đầu mình hút lên. Chừng nào nó lúng cái phao mình mới được dở lên, như dở kiểu hồi nãy là mình tự mình bỏ cái con tôm đó luôn rồi. Nó phải lúng cái phao nhẹ xuống mình mới dở cái phao lên rồi mình thả lại. Bây giờ mình rê cần để mình kiếm lại con tôm. Khi mà phao mà chưa có chìm á các bạn thì đó không được dở cần lên kiểu như vậy nha. Đó, bây giờ tôm nó là đã kiếm lại được tôm rồi. Tôm nó dằn cò rất quyết liệt các bạn. Chắc rất ly và phê quá. Dù con tôm các bạn. Có lẽ do nóng dội quá muốn dở con tôm lên. Mất mồi. Giờ mình mất mồi lại. Có vẻ lẽ do mình nóng dội quá, mình muốn dở con tôm lên nhiều quá. Đáng lý mình phải nương nó tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.